Cái gì vậy? Nước mắm. Đợi đi lấy. Lấy rồi, tính tiền. 80. Gì hả? Có hai chai mà 80 gì? Nằm bao thì mày lấy 4 chai. Nằm trên bao khôn quá ha. Nè. Thôi, về à. Anh Liêu. Cái gì? Anh gặp bác ba chưa? Có gì không? Hôm bữa em uống cà phê với ổng. Ổng nói là anh nói với ổng đó, cái cửa nhà với lại cái cổng đó, hai cái cùng một hướng, làm ăn không có tiền. Đúng rồi. Ổng nghe lời anh, ổng chuyển cái hướng cổng đa qua cái hướng khác rồi. Ổng làm vậy là đúng rồi. Hai ba bữa sau ổng mất hai chiếc xe. Ổng tìm anh chưa? Ổng nói ổng tìm anh, ổng nựng á. Ủa chưa gặp hả? Để em dẫn ổng lại đây nha. Mày rảnh quá ha. Em rảnh mà. À. Mày rảnh thì tao nhờ mày chuyện này. Chuyện gì anh? Mày về mày nói với chú ba, mày nói tao nói của đi thay người. Ủa là sao anh? Thì đó, nhờ ổng làm đúng theo lời tao nói đó, cho nên ổng mới được mất hai cái xe. Chứ nếu mà không á hả, ổng giữ được hai cái xe là ổng mất cái mạng của ổng. Đằng nào hơn, ổng còn nguyên hai cái xe mà ổng còn được tặng thêm cái xe nhà hoàng. Có tiền nhiều chút thì đi nhà vàng, có hai con rồng hai bên, ít tiền chút xíu đi nghe xe đen hả. Giờ mày nghe hỏi ổng coi ổng muốn sao. Ờ ha, cái mạng phải quý hơn hai cái xe mới đúng chứ. Vậy mà ổng đòi nựng anh, vậy là bậy. Để em về em nựng ổng. Mày đừng uống hai cái gì tao. Thôi em đi à. Đó. Hay quá.